Em xin chào hai chị MC. Và vậy hai chị MC hả? Hai anh chị. Dạ. Dạ em trải qua hai mối tình. Mối tình đầu là do bọn em bị mâu thuẫn về tiền bạc này nọ. Bạn đó nhắn tin cho em, em cũng trả lời lại là cưới trước tôi thì hãy hạnh phúc nhé. Anh nói xanh thì hơi lình lãm hơn một xíu. Tắt em mình mà vui lắm. Thấy cười thôi chị. Không em sợ á. Em sợ anh tỏ tình em dính. Hả? Cái gì? Cái gì? Tại vì kiểu chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nên là ôi chết, giờ mình tỏ tình dính phát rồi hẹn hò sao ta, mình không biết là bước tiếp theo phải làm gì á chị. Thì đàn ông lo chứ em lo chi chuyện đó, em lo xa quá. Thì em có dự tính với bố mẹ em là năm 30 tuổi em mới lấy vợ. Em không thích mấy cái râu ria hình xăm. Em chỉ thích con trai tập gym. À xin mời quý vị. Dạ. Không thích râu ria. Không thích râu ria. Dạ xin mời quý vị, em không thích hình xăm. Em đĩa dữ lắm, đĩa lẻ lắm. Trời ơi. Em bị cạnh tên.